Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhân dịp xuân mới Ất Mùi 2015, chúng tôi, những phóng viên của chương trình truyền hình Công Thương, xin được gửi lời chúc tới quý vị, những khán giả của truyền hình Công Thương cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Trong chương trình đầu tiên hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn những tín hiệu vui của ngành Công Thương qua phóng sự. Ngành Công Thương đạt mục tiêu xuất khẩu 165 tỷ đô la Mỹ và phóng sự. Các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trước cơ hội từ các FTA trong chuyên mục chuyển động Công Thương. Hy vọng rằng trong năm 2015 này tiếp tục sẽ là năm thành công của ngành Công Thương nói riêng và cả nước nói chung. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2014, ngành công thương đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, trong đó nổi lên là sản xuất công nghiệp tăng trưởng 7,6%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 150 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2013. Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, những thành công của ngành công thương trên nhiều lĩnh vực đã là cơ sở vững chắc để toàn ngành bắt tay và thực hiện các nhiệm vụ mới trong năm 2015. Năm 2014, cả nước nói chung và ngành công thương nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Điều này đã có tác động nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Song nhờ triển khai thực hiện tốt các giải pháp chính sách đề ra của chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, sự quyết liệt trong điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước và sự nỗ lực của các doanh nghiệp, ngành công thương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ở đây cũng là một năm mà có thể nói rằng chúng ta gặt hái được khá nhiều những cái thành công sau một số năm cái đà tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp thấp, thì năm nay chúng ta đã có một cái con số khá là ấn tượng, đó là chỉ số sản xuất công nghiệp đã tăng đến 7,6%, và đây chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần cho kinh tế cả nước tăng trưởng 5,98%. Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng là một năm chúng ta đạt được thành tích khá là ấn tượng. Đầu tiên, chúng ta đã có kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 150 tỷ đô la Mỹ. Kết thúc năm 2014, đây là năm thứ ba chúng ta liên tiếp có cái xuất siêu đạt vào khoảng xấp xỉ 2 tỷ đô la Mỹ. Phải nói là năm 2014 là cũng một năm rất là khó khăn. Nhưng mà đối với cấp ủy chính quyền địa phương của tỉnh Hà Giang ấy thì chỉ đạo rất là quyết liệt, mà còn đồng thời thì đối với các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thì cũng phải nói là rất tích cực mà tháo gỡ những cái khó khăn đó. Về cái sản xuất công nghiệp thì đối với tỉnh Hà Giang này là một tỉnh bé thôi, nhưng mà các doanh nghiệp thì cũng đang nỗ lực phấn đấu để mà hoàn thành vượt mức kế hoạch của năm 2014. Giá trị của Hà Giang thì không lớn, nhưng mà giá trị đặt ra là 3.160 tỷ, nhưng mà đến nay thì cũng đã đạt là 3.605 tỷ. Cơ cấu các nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam có những chuyển dịch tích cực, phù hợp với lộ trình thực hiện mục tiêu của chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt khi mà năm 2015, các ngành hàng có lợi thế của Việt Nam như là dệt may, nông sản, thủy sản sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ các hiệp định FTA mang lại. Đây sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ để gia tăng giá trị xuất khẩu trong năm 2015. Năm 2015 chúng tôi cũng thấy có nhiều cái tín hiệu, những cái điểm sáng về kinh tế vĩ mô, về các cái chính sách tiền tệ, và cũng thị trường thế giới cũng có một số các cái điểm sáng. Chúng tôi cho rằng 2015 có nhiều cái tín hiệu tốt hơn 2014, cho nên chúng tôi cũng đặt ra một cái mục tiêu tăng trưởng tương đối là tốt cho cái kinh doanh của tổng ty, với cái mức tăng trưởng về doanh thu và xuất khẩu đều xấp xỉ trên 20%. 2015 này thì như vậy, tức là sẽ có nhiều cái mới mà chúng tôi phải phấn đấu vượt qua. Giá tăng lên, chi phí tăng lên, giá bán thì giảm đi, nhưng mà trong cái chi phí là mạnh mẽ, đấy là khó khăn mà chúng tôi vượt qua. Mặc dù khó khăn như vậy thì chúng tôi họp lại rồi, quyết nghị là năm 2015 này chúng tôi sẽ đạt kết quả 7 tỷ đô la cho năm 2015. Tiếp tục phát huy thế mạnh của năm 2014, cùng với những lợi thế có được từ các FTA,
đã kết thúc đàm phán và ký kết trong năm 2015. Ngành công thương đề ra mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 165 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2014. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng dưới 5%. Để thực hiện được mục tiêu này, ngành công thương đã đưa ra nhiều giải pháp. Ngành công thương cần phải tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tiếp tục tìm kiếm, thực hiện các cái giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm đến doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ. Làm sao để doanh nghiệp thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh và có thêm thị trường ở trong nước và thị trường xuất khẩu. Cái nhiệm vụ thứ hai đó là tiếp tục tìm mọi giải pháp để tăng trưởng hơn nữa cái xuất khẩu. Vì nền kinh tế của chúng ta hiện nay ấy, thì có cái sự tham gia rất lớn của cái lĩnh vực ngoại thương. Cho nên tăng trưởng xuất khẩu với cái mục tiêu tăng 10% so với thực hiện năm 2014 là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành công thương phải thực hiện. Bằng vấn đề thứ ba đó là đẩy mạnh cái đầu tư các dự án trọng điểm của ngành và đặc biệt là những dự án quan trọng của quốc gia theo nghị quyết của Quốc hội. Vấn đề thứ tư đó là tiếp tục thực hiện cái việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, trong đó tập trung vào vấn đề cổ phần hóa, vấn đề thoái vốn khỏi các lĩnh vực kinh doanh chính của các tập đoàn, tổng công ty thuộc bộ. Cái giải pháp thứ năm đó là quan tâm nhiều hơn và đầy đủ hơn, đồng bộ hơn đến thị trường trong nước. Thị trường trong nước thì bao gồm thị trường nội địa, thị trường các cái tỉnh biên giới, miền núi và các cái huyện đảo. Đây là một nhiệm vụ được chính phủ yêu cầu phải được thực hiện thường xuyên, nhất quán và kiên trì. Nhiệm vụ thứ sáu đó là thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành công thương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2014. Theo đó thì tập trung và ưu tiên hơn và phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng và theo cái tinh thần kinh tế thị trường, nhưng mà có quan tâm đến các cái mục tiêu về an sinh xã hội cho đối tượng nghèo, các cái đối tượng khó khăn. Và cuối cùng đó là phải quan tâm nhiều hơn nữa đến cải cách hành chính, trong đó đặc biệt đến cải cách thủ tục hành chính. Năm 2015, nhiệm vụ hàng đầu mà chính phủ giao cho ngành công thương là thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu. Giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra là thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu bằng cách tìm thêm thị trường mới, đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, tăng cường phối hợp giữa Bộ Công Thương với các bộ ngành có sản phẩm xuất khẩu. Đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, trong đó tiếp tục đối phó và có ứng xử phù hợp, hiệu quả với các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp mà các nước đang sử dụng đối với hàng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một trong những nước tích cực tham gia đàm phán các FTA, các Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới. Kỳ vọng thực hiện các FTA thế hệ mới sẽ giúp nâng cấp nền kinh tế. Cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng vào các FTA sẽ được ký kết trong năm 2015. Họ đã có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng đủ điều kiện hưởng lợi từ các FTA. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức khi mà không phải tất cả các doanh nghiệp đều có đủ năng lực khi tham gia vào các thị trường lớn. Hiện nay, đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực truyền thống như dệt may, da giày, nông sản, thủy sản, gỗ đang có chỗ đứng vững chắc trên thị trường ở các nước châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc. Một số thị trường mới ở khu vực Đông Âu như Nga, Belarus, Kazakhstan cũng đang là thị trường mới khai thác đầy tiềm năng của những mặt hàng này. Vì thế, các FTA Việt Nam-Hàn Quốc, FTA Việt Nam-EU và FTT Việt Nam-Liên minh Hải quan sẽ là một cơ hội, là bước phát triển mới trong một vận hội mới đối với các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam. Đúng là trong những tháng gần đây thì chúng ta đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với ba cái đối tác rất quan trọng, đó là Liên minh châu Âu, rồi đến Hàn Quốc và bây giờ là đối với Liên minh Hải quan. Đối với Liên minh châu Âu thì với những cái gì chúng ta đã thỏa thuận thì tăng trưởng kim ngạch của hai bên cũng sẽ ở mức độ khoảng từ 12 đến 15%. Đối với Hàn Quốc thì sơ bộ tính toán cũng sẽ tăng trưởng cái kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên
khoảng 15% và với Liên minh Hải quan sẽ tăng bình quân khoảng 18-20%. Thì với ba thị trường này, trong đó Liên minh châu Âu là 500 triệu dân, Hàn Quốc là hơn 40 triệu dân và Liên minh Hải quan là 170 triệu dân, thì chắc chắn rằng đây là những thị trường có cái sức tiêu thụ hàng hóa rất lớn và cái sức mua cũng rất là cao bởi vì thu nhập họ rất lớn rồi. Thì đây sẽ là những cái cơ hội rất thuận lợi cho chúng ta mở rộng, đẩy mạnh sản xuất và khai thác cái tiềm năng lợi thế, nhất là những mặt hàng chúng ta có thế mạnh. Đối với dệt may là một ngành có thế mạnh ở hầu hết các thị trường lớn, thì việc các hiệp định FTA sẽ được ký kết trong năm 2015 có thể xem là một cú hích để tiếp bước đà tăng trưởng. Cùng với đó, các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương cũng là sức hút để các đơn đặt hàng từ các quốc gia khác chuyển dịch về Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể tận dụng được các cơ hội đó, ngành dệt may cần phải tăng tỷ lệ nội địa hóa, hình thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ thiết kế, nguyên phụ liệu dệt may, phân phối và phải cộng đồng trách nhiệm để xây dựng năng lực cạnh tranh của toàn chuỗi. Đến năm 2016, 2017, lần lượt các hiệp định đi vào có hiệu lực thì rõ ràng tỷ lệ chúng ta ngày càng được cải thiện tốt hơn. Và đấy là cái hướng đi mà cả doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng như là doanh nghiệp cổ phần thì đều đi theo và quyết tâm được đặt cái mục tiêu này để khai thác tốt nhất cái hiệu quả của các hiệp định thương mại mà chính phủ ta đã đàm phán thành công với các quốc gia. Chuyện hội nhập trở nên thời sự hơn bao giờ hết. Do đó, đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam cần phải sẵn sàng và chủ động trang bị các kiến thức cũng như thông tin về các cơ hội thị trường của các FTA, đặc biệt là ưu đãi thuế quan, quy định quy tắc xuất xứ, hàm lượng giá trị gia tăng nội địa, hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật, tiếp tục nỗ lực đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Cùng với cộng đồng kinh tế ASEAN và các cái cam kết quốc tế thì đó là cái trò chơi về luật, là luật chơi. Cho nên là thông tin, học cách đối thoại về mặt pháp lý, cách ứng xử về mặt pháp lý là cực kỳ quan trọng. Và đây là một trong cái điểm rất là yếu của doanh nghiệp Việt Nam. Đúng không? Ta có thể hơi được chăng hay chớ một chút, nhưng mà bây giờ làm ăn là theo luật. Cho nên là phải học, hiểu thông tin, học thông tin, hiểu quy trình xử lý thông tin, xử lý pháp luật để mà bảo vệ cái lợi ích của mình. Hiệp định thương mại tự do FTA đang thực hiện của Việt Nam có đến 6 FTA đến từ khối ASEAN nên đã tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt với hàng hóa nhập khẩu ngay tại thị trường nội địa. Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan trong các FTA đã ký kết của Việt Nam thấp, trung bình chỉ khoảng 30%. Đó là bởi doanh nghiệp chưa biết đến sự tồn tại của các lợi ích thuế quan của các FTA, hoặc nếu có biết thì cũng khó đáp ứng được các điều kiện về quy tắc xuất xứ. Doanh nghiệp chính là đối tượng chịu tác động hoặc hưởng lợi từ các FTA. Vậy nên, muốn khẳng định vị trí trên sân nhà và tận dụng các cơ hội thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất của thị trường đối tác rộng lớn, không còn cách nào khác, chính doanh nghiệp phải chủ động hội nhập để thực hiện hóa các lợi ích từ FTA này.